Xu hướng sử dụng gỗ tự nhiên cho nội thất vào năm 2024. Việc lựa chọn các loại gỗ phù hợp cho nội thất của bạn có thể là một quyết định quan trọng và khó khăn. Loại gỗ bạn chọn sẽ ảnh hưởng đến không gian, phong cách và cảm giác tổng thể của căn nhà của bạn. Chúng ta sẽ khám phá những loại gỗ phổ biến nhất được sử dụng trong nội thất và tại sao chúng lại được ưa chuộng. 1. Gỗ dầu hay còn gọi là teak là một trong những loại gỗ phổ biến nhất cho nội thất, đặc biệt trong thiết kế ngoại trời. Sự kháng nước và khả năng chống mục làm cho teak trở thành sự lựa chọn ưu tiên cho ghế và bàn ngoại trời. Màu sắc ấm áp và độ bóng tự nhiên của gỗ dầu tạo nên một sự sang trọng và bền vững cho không gian. 2. Gỗ sồi dòng gỗ nổi tiếng với độ cứng và sự bền bỉ của nó. Loại gỗ này thường được sử dụng cho nội thất cổ điển và thường được dùng để làm tủ, ghế và sàn nhà. Gỗ sồi có màu nâu ấm và vân gỗ đẹp mắt, tạo nên sự quý phái trong nội thất. 3. Gỗ thông đây là một lựa chọn kinh tế và phổ biến cho nội thất. Màu sắc nhạt của nó và vân gỗ tương đối đơn giản làm cho nó phù hợp với nhiều phong cách thiết kế. Gỗ thông thường được sử dụng cho nội thất trong phòng ngủ, phòng khách và bếp. 4. Gỗ cẩm lai là loại gỗ có màu đỏ đậm và vân gỗ độc đáo, tạo nên vẻ đẹp rất riêng. Loại gỗ này thường được dùng để làm nội thất cao cấp như tủ, bàn làm việc và ghế. Gỗ cẩm lai thường đòi hỏi sự chăm sóc và bảo quản để duy trì vẻ đẹp của nó. 5. Gỗ rẻ đây là một loại gỗ mềm, thường được sử dụng để làm sàn nhà và tạo vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, với màu sắc và vân gỗ đẹp, gỗ rẻ cũng được sử dụng trong nội thất để tạo sự ấm áp và giản dị. 6. Gỗ mahogany hay còn có tên dân gian là gỗ rái ngựa. Dòng gỗ này nổi tiếng với vẻ đẹp kiểu cổ điển và màu đỏ nâu ấm áp. Nó thường được sử dụng để làm các mảng nội thất quý phái như bàn làm việc, tủ và ghế. 7. Gỗ óc chó. Gỗ óc chó có màu nâu sáng và vân gỗ phức tạp, tạo nên một vẻ đẹp độc đáo cho nội thất. Nó thường được sử dụng để làm tủ, giường và đồ nội thất khác trong phong cách cổ điển và hiện đại. 8. Gỗ maple hay còn gọi là gỗ thích. Dòng gỗ này thường có màu sáng và mịn màng, làm cho nó phù hợp với nội thất hiện đại và tân cổ điển. Nó thường được dùng để làm đồ nội thất như bàn, ghế và đầu giường. 9. Gỗ hương cẩm. Gỗ hương cẩm có mùi thơm đặc trưng. Nó thường được sử dụng để làm tượng điêu khắc và đồ trang sức, tạo nên một sự tươi mới và sáng sủa trong không gian nội thất. 10. Gỗ cypress hay còn lại là gỗ thông Mỹ. Dòng gỗ này thường được sử dụng cho nội thất ngoại trời vì khả năng chống mục và kháng nước của nó. Màu sắc nhạt và vẻ đẹp tự nhiên của gỗ thích hợp cho việc tạo nên không gian ngoại trời thư giãn và thoải mái. Sự lựa chọn các loại gỗ phù hợp cho nội thất của bạn không chỉ tạo nên vẻ đẹp mà còn ảnh hưởng đến không gian và cảm giác tổng thể của ngôi nhà. Mỗi loại gỗ có những đặc điểm riêng biệt, từ vân gỗ đến màu sắc, mang đến sự đa dạng trong thiết kế nội thất. Hãy cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn và hãy bảo quản và chăm sóc nội thất gỗ của bạn để nó luôn tươi mới và bền đẹp qua thời gian. Để được tư vấn thiết kế thi công nội thất, đừng quên liên hệ Boss Home qua hotline 092 123 3456. Chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị.